Cái trái bí này ở chỗ này nè các bạn. Đi ra đi vô, ông Solomon đụng mấy lần rồi đó. Không biết khi mà tới thu hoạch đụng mấy lần nữa ha. Nó thì, dập rồi đó. Hy vọng nó đừng có bể cái đầu của ông Solomon thôi. Sợ hư trái bí à. Thì bữa nay hai vợ chồng mình vô nhà kính các bạn. Để xem trong nhà kính có cái gì thu hoạch đây. Đầu tiên thì thấy bạc hà. Bạc hà cũng nhiều quá nè em. Hái không? Thì nếu mà nó to thì mình hái. Wow, nhưng cái này nè. Wow, trời luôn các bạn. Nhỏ to, lủng lẳng treo. Wow, trời nhiều ha. Hôm nay mình hái cũng mấy lần rồi phải không em? Mình hái hình như ba lần rồi. Chào cả nhà. Thì hôm nay hai chồng ra vườn vô nhà kính. Vô đây cái bắt đầu mồ hôi nó tuôn ra luôn á. Để thu hoạch khổ qua. Rau dền mùng tơi. Chắc hái một ít cái bạc hà luôn hả? Rau dền bên đây nè các bạn. Đó, mùng tơi đằng kia. Mình hái nào trước đây? Chắc em nghĩ thôi, mình hái khổ qua trước đi. Rồi, mình hái lên đây lại không? Sao ngộ ở đây đâu muốn rồi tự nhiên có một cây này nó tốt, còn nhiêu không tốt là sao? Không thiếu nắng ha? Không phải không thiếu nắng, tại vì bữa anh thấy rồi anh để ý, em cắt nó còn cộng cho nó. Hai cộng. Hèn chi. Nó lớn lớn hơn mấy cái kia. Dạ. Thì khổ qua hôm nay thì mình hái chắc cũng bộn bộn rồi. Chắc cũng... Wow. Các bạn coi ở đằng kia kìa. Mười mấy, 20 trái rồi. Chỗ này thì chắc còn nhỏ chưa hái được không? Nhưng mà hái trái này được nè. Cái này là nở gai rồi nè. Mà sao em thấy mấy cái trái đó nó bự lắm mà? Ở đây thì mình trồng ba loại, một loại là khổ qua Việt Nam, một loại khổ qua Thái Lan với khổ qua trắng các bạn. Cái này là Việt Nam hả? Cái này là khổ qua Việt Nam. Đó. Này Việt Nam luôn. Tự nhiên có chỗ này là một cái dây này mà sao tự nhiên 2, 4, 5, 6 trái chỗ này luôn cưng không? Quá trời nhiều ha. Một trái. Thì bữa hổm có mấy trái nó bị chín háp á, thì có nhiều bạn nói có thể là thiếu gì? Canxi. Thì mình nghĩ cũng đúng, có thể thiếu phân á các bạn. Thì trong bone meal á các bạn, bột xương á, thì có nhiều canxi cho nên mình đã cũng bỏ nó thêm vô rồi. Hy vọng nó không có bị đèo nữa. Dạ thì mình, tại vì mình nghĩ thì mình không biết nó thiếu gì, nhưng mà mình nghĩ chắc nó thể nó thiếu phân, tại vì nó nhiều trái quá nó không nổi đó, cho nên mình xới rồi ông nông dân bỏ một lớp cỏ ở trên. Rồi bữa ông nông dân bỏ lớp bone meal cho nên là mình mới rủng lớp đất lên cho nó không có bị hôi hay là bị rồi đó các bạn. Đúng rồi. Tại nhầm khi rồi nó bu rồi nó đẻ trứng mà xong rồi thành dồi nó cũng làm hư cái rễ của mình. Cái rễ. Dạ. Hai trái rồi phải không? Ba rồi, này là bốn. Ồ, xong héo à. Lúc nào mà mau vậy ta? Nãy mày hái hai trái lượt á mà. Cái này là khổ qua Việt Nam nè các bạn. Khổ qua Việt Nam thì trái không có lớn lắm, nhưng mà nó ăn cũng ngon lắm. Phần này khổ qua Thái Lan nè. Được bốn trái nè các bạn. Đây thì hái chắc hai được hai trái khổ qua trắng. Đó, trắng thì hôm nay mình hái cũng được hai trái rồi phải không? Một khổ trái trắng nó bự lắm. Khổ trắng này thì ăn nó giòn. Rất là đẹp. Nó giòn mình ít đắng, cái này thì bữa mình dòm thịt ăn thích lắm, mà ông nông dân nói ít đắng quá, không ngon bằng khổ qua kia. Thì anh ăn khổ qua thì anh thích đắng. Nhưng mà nó có cái vị giòn, mặc dù nó mềm nhưng mà nó giòn chứ không phải là mềm rụm giống như cái khổ qua thường. Không phải không ngon mà tại vì cái đắng càng ngon, theo nhiều người như vậy. Ông bà xã mình thì không thích đắng. Thích đắng cay. Đó. Thì tại vì cái này thì bữa mình đổ đất mà nó ông nông dân đóng nó thấp quá cho nên mình để cái cây mà chưa đóng cho nên coi chừng bị té. Như là các bạn thấy bữa nay mình cho hai cái đèn nó chạy ở dưới á các bạn. Tại vì cái dàn khổ qua của mình nay nó quá trời đầy đặc rồi cho nên nó không có nắng xuống ở dưới cho nên mình gắn cho nó. Ồ cái đó sao nó đen quá ha. Mình gắn dưới cho nó có ánh sáng ở dưới các bạn. Cái này chắc của Việt Nam ha. Cái này khổ qua trái tim nè, hôm bữa cô má đưa mà nó bị đưa cái cây mà nó gãy cái đầu mình trồng. Nó cũng được mấy cũng trái. Được mấy trái nè, anh đây nữa. Ba trái. Đây nữa nè. Đó, khổ qua trái tim. Nhìn giống trái tim không? Giống. Này trái tim heo. Thấy cái này luôn à? Trái đó chưa mà. Chưa. Thôi mà hái luôn. Cái này mình hái thì nó mọc ra nhiều.
Cái này được luôn à? Nở gai thấy không anh? Mà hái non nó ăn cũng ngon mà. À, em thấy nở gai rồi. Còn hai trắng ngoài đây. Cái này nè. Ở đây có cái trắng nữa nè. À, nắng nó chưa lớn. Còn cái này. Cái đó luôn. Wow, cũng nhiều rồi ha. Ờ, đây có trái trắng nữa nè. Thấy không? Nó nụ nụ cái đống không anh nè. Ừ, rất là nhiều luôn. Hả? Đó, đây nữa nè. Ở đây thì nó bò tới đây rồi, mình phải cho nó dòng lại em hai. Ờ, hả? Ở đằng kia thì chưa có đầy. Đó. Đó, chắc chờ lần sau đi ha. Rồi, cái này. Cũng còn rất là nhiều luôn. Đó, bữa nay mấy được mấy trái em? 11 trái. 11 trái. À, bữa hổm mình hái được cũng mười mấy trái phải không? Mười mấy trái. Ồ, coi như là lần đầu tiên mình hái một trái, lần sau mình hái hình như là 8 trái. Ừ. Rồi lần sau nữa thì mình hái cũng 8 trái nữa đó, cái này 11 trái. Coi như mình hái đợt này là đợt thứ tư rồi đó. Thứ tư rồi không? À. Ừ. Đó, bây giờ thì... Vô mình hái mồng tơi. Mồng tơi. Nè, để hái mồng tơi đi, mình coi cái bạc hà sao. Wow, mồng tơi bữa nay nó bò tùm lum luôn. Mồng tơi này thì đúng tuần rồi đó. Ừ. Cái lúc nào bên đó nó cũng màu xanh ha. Mà nó lại tốt hơn, nó không biết sao nữa. Chắc hôm bữa anh bỏ phân gà rồi mình không trộn đều không? Hay là hai lỗi? Không biết, một lỗi thôi chứ. Thì cái này mình cũng giống như mình chia sẻ là mình cứ hái đọt rồi cái mình tỉa lá luôn các bạn. Thì nó lên những cái nè, đọt non quá trời luôn. Cái đọt non đó mình thích ăn đọt hơn. Đọt mập mập không, cái luộc cái gì, chấm nước tương, không có chấm chao ăn cũng ngon. Xào tỏi ăn ngon anh. Xào tỏi. Bữa xào tỏi đó. Nói chung là làm cái gì ăn cũng ngon. Nấu canh múp ăn cũng ngon. Canh múp. Wow, nó bò qua bên kia luôn à. Sao lâu. Vậy chứ mình để nó lên cao cái nấm nhôm, cái bắt đầu nó ra bông rồi. Coi nó bò lên đó các bạn. Nó bò vậy cái nó ốm không, mà cái cọng mình ăn không được. Cái cọng mình chỉ ăn ở trên thôi, dưới đâu ăn được. Chứ là mình trồng chỗ này cái phỉnh nó có chút xíu, mình để nó bò vậy cái nó tùm lum rồi nó che bớt nắng á. Cho nên mình cứ nó ra mà khoảng chừng gan cái mình gan hơn gan cái mình sẵn á. Sẵn nó đi. Đó, vậy cái nó đủ nắng, nó đủ mập. Với lại có đọt ăn hoài. Đúng rồi. Mà cái mồng tơi này anh thấy nó lạnh xuống một chút là cái nó bị úng ha. Bị úng à? Chết. Nó sợ lạnh đó. Đó, nó bò. À, nè các bạn, giống như nó bò vậy đi, mình chỉ ăn được có khúc tới đây à. Ừ. Còn như đây mình phải bỏ rồi, mà nó úng. À, thường thường người ta trồng nó bò vậy người ta ăn lá. À, nhiều lá thì nó không ngon anh. Ừ. Thường mình trồng vậy mình cứ cắt vậy mà nó thu hoạch nó được nhiều đọt. À, mà nó thu hoạch hoài à, còn kia nó lên coi chứ càng ngày cái lá nó còn nhỏ xíu à. Ừ. Đó, cái lá nó ngon đó. Sẵn luôn cho nó trống ở dưới. Sẵn. Càng trống cái nó càng mạnh. Thì lá nào mình ăn được thì mình ăn, còn không thì mình cũng sẵn mình bỏ nó luôn. Ừ. Các bạn cho nó. Cho nó trống trải. Ở đây thì mày hỏi mấy cái dưa của bà xã trồng đó, nó che bớt nắng đó. Có thể là nó che bớt nắng nó hơi bị vàng đó em ha. Ừ, cũng có thể vậy. Cái này mới mốt mình thu hoạch mấy cái trái này thì ở đây nó có nhiều nắng mà lúc đó thì nó bắt đầu lạnh này. Lạnh này. Mà em sợ cái dây mướp của anh nó lên là nó che nắng này nè. Cho nên mai mốt mà nó che nắng anh bỏ cái hai cái đèn phía dưới. Hai cái đèn là cho hai cái mồng tơi với rau dền. Tại vì mồng tơi rau dền anh nghĩ nó cũng không cần nắng nhiều, nó chỉ cần nắng nha. Đúng rồi. Hơi hơi dịu dịu vậy thôi.
mà ngày chừng khoảng vài tiếng phải ấm. À, có cái lá to và từ to. Wow, như đây là các bạn, ở bên đó là ở bên ở ngoài nữa kìa. Ngoài đó giờ mùa hè rau cải khỏi cần phải đi mua. À, cho giáp sớm luôn á. Cho giáp sớm. Hôm qua mình thu hoạch đầu mình cho mấy cái người xung quanh. À, mình thu hoạch tới chín trái bò hồ lô luôn. Ừ. Ngon ha. Thích ăn mình tươi. Tôi nấu canh, thích nấu canh rau thôi cũng được. Xào cũng được. Ăn nó mát nữa các bạn, dễ ăn. Khi mình đi làm gì buổi tối mình không thích ăn nặng bụng á. Mình húp tô canh này thôi à. Đúng rồi. Đó, còn đó thì có một cái trồng trên chậu nó cũng bò lên tới trên này. Nhưng mà cái đó thì nó không mập bằng mấy cái dưới ha. Ờ, bữa hổm đầu mùa nó mập anh, nhưng mà em nghĩ chắc nó không đủ đất rồi đó. Không đủ đất, hết đất rồi. Ừ. Đó. Ở bên đây thì mồng tơi. Ê, rau dền đỏ. Nên mình nấu canh ra cái nó ra màu đỏ. Ăn cũng ngon mà. Ừ, cũng ngon. Ừ. Rất là nhiều hả các bạn. Nhưng mà rau dền nữa là cái rổ này để nhóc rồi. Hồi ơi, nó bò. À. Nó bò. Cái này mình để cho nó bò ra cái dàn trên đây để nhóc luôn á. Không có lá để ăn. Ừ. Rồi xong, qua thu hoạch rau dền luôn. Rau dền này cũng á. Nhiều lần, hái nhiều lần lắm rồi. Nhiều lần rồi. Mà lần nào cũng ngon nè anh ơi. Kỳ này thì mình thấy có lá nó hơi lỗ, không biết có sâu không đây. Đúng rồi. Nhưng mà cái đọt ở trên anh thấy nó cũng đâu có sâu đâu em. Ờ, nè. Ừ. Mà em thấy có mấy cái lá nó hơi bị rách á. Ừ. Thì để mình coi nó có sâu không á. Giờ chặt chọi chỗ này rồi. Mình hái đây cho ông Quỳnh dễ quay. Cây gốc á, các bạn thấy cắt rất là nhiều cái gốc á, cắt mấy lần rồi đó. Mà cái gốc này vẫn còn bự nè. Ừ. Mấy cái loại rau này ăn rất là tốt. Tốt mát. Lắm, dạ. Ừ. Mát dữ. Mà lâu giờ này ở chợ bán cũng mắc lắm các bạn. Mà nó dễ trồng lắm, mình cứ bỏ vô trong cái chậu gì nhỏ nhỏ xíu, xong cái mình rải cái đại đi nó lên, cái mình bứng nó ra từ cái chậu nhỏ rồi mình dưỡng nó bự bự, cái ấm ấm mình trồng xuống là nó phát mau lắm. Ừ. Với mà nó cũng tiện ha, mình trồng cái nó thu hoạch được nhiều lần như vậy cũng. Đúng rồi. Cũng tiện. À. Phải cần phải tốn tiền ha, tốn thời gian để ươm đó. Trồng lại lần nữa phải không? Ừ. Các bạn thấy hoặc cái gốc nè, từ từ càng ngày càng mập thô lù à. Nó cũng còn cái mầm non ở dưới rất là nhiều ha. Thì nhằm khi cái mình nhổ về xong vậy nè, cái mình tỉa hết bớt những cái lá. Đúng cái rồi. Mình vậy nè, cái mình dung cái đất, có đất cái mình bón chút xíu đất phân gà hay gì vô. Ừ. Mà hai ba lần, mình cắt hai ba lần thì mình mới bón phân gà một lần, chứ không phải là mỗi lần. Phân gà hạt hay là phân gà đất á các bạn có dung nó lên, hay là nếu mà làm biến thì mình tưới cái phân cá. Yeah. Phân cá nó rất là hợp với mấy cái loại rau này, mồng tơi đâu đó. Rồi đã không? Đã cắt cái nó gọn không? Cắt cái nhìn nhà kính mình trống trơn à, mà nó gọn, ít bữa cái nó lên sùm nữa cái cắt tiếp. Bữa nay thì chắc thu hoạch thôi, không có trồng cái gì hết. Rồi lại xem mấy cái bạc hà luôn em ơi. Đây các bạn, bạc hà thì coi tùm tùm lên nè. Cái nào mà rồi nó lên cây non nhiều nữa em ơi.
Vậy chắc phải hái ít cái đặng cho nó trống không? À. Thì ông nông dân muốn mình hái bạc hà đặng cho nó trống chứ không vịt á. Chứ thật sự ra thì wow. Cái bạc hà cái lá trên nó che nắng hết à. Ừ. Cái này thì ông nông dân bữa mới bỏ cỏ hả? Ừ. Chắc bỏ thì nó tốt lắm ạ. À. Chắc có kinh nghiệm mà không? Bị đại lên hả Đức à? Đó. Cái này thì mình có nè. Cho bỏ hết. Bỏ. Cái này mà bứng ra chứ có đất, bứng ra chỗ khác trồng. Thì hai vợ chồng mình rất là thích trồng. Đó, hy vọng sau này mình có cái chỗ nào mà đất nhiều nhiều ha. Mình trồng. Khi mà retire rồi các bạn, tuổi già cũng nhỏ nhỏ thôi, bự quá là không sẽ hết xí quách. Đó, mình trồng cái gì mình thích. Cái này thì nhỏ quá, phải trồng tiết kiệm đất. Tiết kiệm quá thì nó cũng không có cho những cái cây nó phát triển tốt đó các bạn. Wow, cũng ngon ha. Chắc là cái nó trống. Ừ. Mình để chừng 2 tép hả em? Okay. Cái này thì có nhiều bạn nói cái này ăn sống cũng được hả em? Ờ, chắc thích ăn. Mình thường thường hồi đó cho mình chưa từng ăn. Mình thường nấu canh chua ha, lẩu. Nấu canh chua là hạt canh chua. Trống chưa? Trống rồi đó, trống bớt rồi đó. Còn mấy cây trống bắt luôn. Cái nào có 3 tép, hơn 3 tép mình hái hết. Như cái ở trong à. Chưa, ở ngoài chưa cắt mà. Cắt đó. Ngon quá ha. Cái lá nhỏ nhỏ cắt luôn cái này, mốt nó ra bẩn. Cho nên chặt chội như vậy nè, mình thu hoạch đồ cũng khó khăn. Mình có đất rộng rộng cái mình trồng nó rộng cái mình ngồi xe lăn á mình đi thu hoạch cũng được. Thôi, ngồi xe lăn. Già đó các bạn. Ngồi xe lăn ai trồng cho anh ấy già. Mình lấy cái kia. Lấy cái cây gậy đó mình chĩa một lỗ cái mình trồng xuống. Trồng vậy à, có mới thu hoạch mới lạ đó. Cái này là mình cũng phải bỏ cái công sức nhiều lắm thì nó mới được vậy. Ừ, đúng rồi. Cái gì nhưng mà phải được. Nói đơn giản là mình bỏ xuống là mình có thể thu hoạch đó. Nhưng mà nếu mà mình thích thì mình sẽ có cách thôi. Không có cách nào ấy. Cái đó em tỉa nó hết luôn rồi. Chạy luôn đi. Mình không muốn cho nó. Rồi, trống luôn. Đó, vậy thì nó có ánh sáng xuống nó mập. Nó còn có ánh sáng xuống thì nó càng mập. Thôi, xong, ra đi, nóng quá. Quá trời nhiều hơn. Này, đưa anh cầm cái đó được không? Nó không có mập như nếu mà trồng ở ngoài mà hay là chỗ nào rộng á. Cái này nó mập dữ lắm á các bạn. Với lại cái củ mình để qua mùa đông nó lên lại á thì nó càng mập. Nhưng mà bây giờ ở đây thì mùa đông nó sẽ chết.
đây. Rồi xong chưa em? Chưa. Được không? Cần anh giúp không? Sáng từ sáng sớm tới bây giờ thì hai vợ chồng cứ lục đục ở ngoài sân nhiếp phải các bạn. Nói chung là lúc này sắp chuyển mùa qua mùa thu rồi nhưng mà cây cối cũng còn rất là xanh tươi. Đó, thì ở đây thì cái dâu tây năm nay rất là thất thu các bạn, cho nên là mùa đông năm nay là hai vợ chồng mình quyết định là sẽ đào lấy đất này lên hết, lấy đất lên hết là mình đổ đất mới vô, đào sâu xuống. Đó, hy vọng năm sau sẽ bội thu dâu tây. Wow, nhiều quá em, quá là nhiều rồi các bạn. Ơi xong rồi. Bậc hà này thì mình thu hoạch đợt 2 rồi đó, mà cũng bắt đầu bự bự lên rồi. Này cũng ngon ha. Bữa nay thì thu hoạch được rau dền, cũng nhiều mùa rồi mà vẫn còn ngon. Mùng tơi quá trời luôn. Khổ qua, qua trắng, khổ qua xanh. Rất là ngon. Cái nào cho nếm. Ngon để sao? Này vô xào trứng hay là mình dòng khổ qua ăn? Hầm cũng được ha, hầm sườn cũng ngon. Hơi nóng quá rồi, ra đây cái đỡ mát. Ở trong đó hầm. Hầm dữ lắm. Cho nên những cái rau cửa hai cửa luôn các bạn, mà vẫn nóng tại vì cái ni lông á. Cho nên những cái loại mà chịu nóng giờ nó phát nhanh lắm. Nhất là mồng tươi không? Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.